Hello, chào mọi người ha. Tiếp tục với kênh hàng chập bãi Trung Hiếu nhắc lại. Tiếp tục một đơn hàng. Đơn hàng này là của anh Lê Quốc Thái, phường Bình Mỹ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ha. Như cùng theo tiến hành kiểm tra bung ra. Đó là đơn hàng gì ha? Cái màu đỏ đỏ trong cam này là cái viết cây số 07 rồi. Thì qua như trao đổi á, anh định là anh mua cặp than anh về thay, rồi anh cũng xài cũng lâu năm lắm rồi à, thì Hiếu với có nói là tình trạng máy của anh á, chỉ cần mà làm đầy đủ hết thì máy nó ok thôi. Thì anh biết kêu là anh mới kêu là máy nát lắm rồi, thì Hiếu mới nhìn vô, anh có tháo ra cho Hiếu xem. Anh nhìn vô thì anh nói là cái rotor hình như là bị gãy cánh quạt, anh nhiệt gì đâu gì luôn đó anh em. Thì nếu mà anh em mà để ý á, nếu anh em có nhớ hồi cách đây khoảng hai ba video thôi, hai ba clip thôi, là Hiếu có hy sinh một cái cây số 507 là để Hiếu lấy cái công tắc Hiếu thay cho cái anh nào đó đó. Đó thì đó, Hiếu nhớ là vậy đó. Thì Hiếu mới nói anh á là nếu mà để mà làm hết toàn bộ vệ sinh từ công tắc cho đến máy này nọ, thì Hiếu nhìn sơ qua cái máy thì Hiếu thấy nó ok lắm anh em. Thông thường một cái máy đọc sẵn đây Hiếu chia sẻ cho anh em biết luôn. Nếu mà anh em làm nghề, anh em không cần nghe tiếng máy êm hay tiếng máy này nọ, có nghĩa là máy miễn sao mà chạy được thì thôi á. Đó, mà nó có độ bền nha, chứ mà không có độ bền thì chẳng qua là nó có thể mất hết một miếng ngắn. Máy này nó phải có hai miếng, nhưng mà một miếng thì cũng có thể chạy được. Miễn sao nó giữ khi mà quá trình máy hoạt động cái này nó không quay là được ha. Đó, khi mà mình sử dụng cấp độ trượt á. Đó. Còn mình sử dụng chế độ bánh vít bình thường thì nó muốn quay kiểu gì cũng được chẳng sao cả. Còn khi mà mình sử dụng cấp độ trượt, cấp độ khoan á, thì nhờ có cái miếng tập tập này nè, nó giữ vô những cái lòng này nè. Đó thì nó giữ cố định mình để cho nó mình sử dụng cấp độ trượt cho chính xác hơn. Rồi bây giờ cũng kiểu khu máy ra rồi, có đúng giống như Hiếu đoán là máy này nhá. À chúng ta nói thêm ha. Có nghĩa khi mà một cái máy nó hoạt động á, cái giá trị của một cái máy, cái phần cục tụ búa này nè của đời số 507 thì nó sẽ quý ở cái nào? Nó sẽ quý một là cái ti mà nó xíu ở đây nè anh em, để Hiếu trượt lên cấp độ đó. Nó có một cái cây sắt nhỏ tí xíu à, cây này đừng để làm mất, để nó giữ lại. Cái cây này làm bằng thép rất là tốt, còn nếu mà mất thì anh em cũng có thể kiếm cái thép khác thay thế, nhưng mà nó sẽ không ok hơn ha. Đó, cái ti này nè, nó rất là quý. Nó mà yêu cầu mà anh em mà sử dụng sai cách, nhất là trượt lỡ á, là nó dễ bị gãy cái cây ti này lắm. Đây tôi sẽ lấy ra luôn. Rồi cái này nó rất dễ mất, chứ phải bỏ riêng một chỗ, khi mà mình vệ sinh xong mình sẽ lấy vô. Đây thì sẽ lấy ra. Đó cái cây ti này nè anh em, đưa lên cho anh em xem ha. Đó, nó nếu mà sử dụng sai cách á, hoặc là có cánh móc hay cái gì đó là nó sẽ gãy thẳng cái đoạn này luôn ha. Thì Hiếu làm 100 cây số 507 đi ha, thì có nghĩa là Hiếu sửa cho khách á, thì có tầm khoảng là hai máy là bị gãy thẳng cái tinh này luôn. Thì lúc này chỉ có vắt nguyên cục búa này đi thôi, chứ không thể nào mà sử dụng được ha. Kể cả mà anh em muốn sử dụng cấp độ thường luôn cũng chẳng được nữa, lúc thì được lúc không, nên là sử dụng nó chập chạp chờn, nên là cũng coi như là thua đó. Thì bộ phận đầu búa nó chỉ quý mỗi cây này, còn cái máy thì nó quý cái rotor sao to và cái công tắc đó. Hết rồi anh em đó. Thì Hiếu nhìn sơ qua cái máy của anh đó, thì Hiếu mới nói ha. Thì Hiếu tại vì Hiếu có sát mà đó, thì cỡ như cái cánh quạt tản nhiệt này thì cũng có thể kiếm cánh quạt thay thôi, tại vì kiếm cái rotor hư anh em đó, nhưng mà phải cùng đời máy hoặc là có những đời máy khác, nhưng mà cái lòng này nè nó bằng nha anh em. Đó, cái đường kính á nó bằng, có cái cánh quạt nó giống,
còn không thì Hiếu thay thẳng cái lo to khác vô cho anh luôn, chẳng sao cả ha. Đó, mặt đạn này vẫn còn ok nè anh em. Đó, yêu cầu mặt đạn nó ok thì cái tiếng máy của anh em nó sẽ êm thôi, còn cái bộ phận trên đây anh em đánh hết những cái Henry đi thì nó vẫn kêu êm như thường nha anh em. Nó có thể là không được giống như 100% một cái máy mới sản xuất ra, nhưng mà chí ít nó cũng sẽ êm lắm chứ không đến nỗi nào. Cái tiếng máy của số 507 nó kêu, hoặc tất cả những đời máy khác kêu, đa phần là kêu cái mặt đạn ha, mặt đạn đuôi này mà rơ anh em thay được, mặt đạn đầu này mà rơ thì thôi vứt luôn, hoặc là anh em cứ để nghe tiếng máy nó kêu thôi, chứ nó cũng khó mà dăng được cái bệ cái mặt đạn này lắm anh em ha, rất khó bệ, trừ khi mà cái máy lấy từ bãi về, mua từ bãi về mà nó Henry quá nặng ha, thì nó mới bị bệ mặt đạn, bị bệ mặt đạn đó thôi. Còn nếu mà không bị Henry thì nó cứ vậy suốt đời, hoặc là khoảng 5-10 năm nó mới bệ ra được ha. Đó, thì cứ nhìn vào nhìn nhận mới nói máy của anh vẫn còn ok, không có gì cả. Yêu cầu mình làm lại vệ sinh hết từ trên xuống dưới là nó sẽ ok thôi. Thì cuối cùng anh đã chấp nhận, anh sợ Hiếu thiệt, đúng là Hiếu thiệt thiệt á. Anh em cứ hình dung ha, một cái thanh máy anh em ra bãi anh em mua như cái 6507 này bèo bèo phải 300, thanh máy bộ pin 350, ngồi mà đi này trả giá, hoặc là họ đang ế hay gì họ bán muốn bán màu lẹt thì nhiều khi mua được 300 thanh máy bộ pin, còn mà máy mà dập nát quá thì 250 ha. Đó là để Hiếu ví dụ vậy ha. Mà khi mà Hiếu thay cái công tắc, lấy một công tắc Hiếu thay qua cho cái anh kia thì cũng chỉ được có 150 này nọ. Bây giờ Hiếu làm thêm một cái ban bình này nữa, có nghĩa là sẽ thay cái rotor nè ha, và thay một cặp chổi than cho anh đó nè. Đó là với cái giá là 250.000 vệ sinh hết luôn. Đó là Hiếu muốn, tại sao mà Hiếu lấy cái giá đó, Hiếu vẫn biết là Hiếu lỗ mà vẫn làm, tại vì Hiếu lỡ lời Hiếu nói là cái máy của anh vẫn còn ok, tại vì anh cứ tưởng là anh xài 3-4 năm gì rồi ha, thì kêu là máy nát, đúng nó có nát thiệt, nhưng mà chỉ cần mình làm lại thôi là nó ok. Mình nhìn nhận vào cái máy là nó ok, giống như cái xe rim xe quay thì xa xưa đó, máy nó yếu hay gì thì máy hở bạc này nọ thì làm bạc, máy yếu thì làm nồi, nó là vòng vòng mà thôi. Khi mà làm lại nhất định nó sẽ không giống như được 100%, nhưng mà nếu mà một cái thợ làm xe chuyên nghiệp họ sẽ biết được kim lông đèn hay là cái gì ha, độ chuyên môn cao này nọ, thì họ sẽ làm lại cái máy nó phải 95%, thì cũng giống như con pin này thôi, mình làm đúng cách, mình làm này nọ nó phải ok thì nó sẽ ok là thôi em. Rồi như đây là được thấy là đánh giá được cái máy là còn ok, cái đầu cũng ok luôn nè ha. Nó có rơ lắc đó anh em, nhưng mà cái rơ này là chuyện nhỏ thôi anh em, thì xài thì bắt buộc thì nó phải rơ thôi, nhưng mà cái riêng cái đầu này là còn ok chát. Ok này mà đầu này bánh vít là rầm rầm luôn nha anh em, muốn thử cái cốt á anh em phải nhét vô đây anh em thử, chứ không phải là anh em lắc cái vòng này, cái vòng này là cái vòng nó cho độ khép rơ để mình còn kéo lên kéo xuống mình gài mũi được. À, anh em phải thử nguyên cái cốt bên trong đó là vẫn còn ok. Nói chung là máy này ok. Bây giờ Hiếu sẽ vệ sinh tổng quát hết, trước tiên là thằng nào Hiếu cũng vệ sinh công tắc, nhưng mà Hiếu test thôi, test cho để xem cho nó còn đủ chức năng hay không thôi ha. Đó, nếu không đủ chức năng thì cũng làm lại cho đủ chức năng thôi, bây giờ Hiếu sẽ test sơ qua thôi. Rồi, anh em để Hiếu xíu lấy tiền công nghệ ha. Gỗ của nó để đâu rồi? À thấy rồi. Rồi kẹp cục pin luôn đây. Một cục pin của khách tôi kẹp luôn. Đó, anh em cẩn thận khi test cái này á, là cái nhôm tản nhiệt này nè, đừng có va chạm vô hai cái cọc này ha, nó chạm chập á. Anh em để tay á, anh em cho nó văng ra ngoài. Này thì anh em kẹp tại hai cọc của lỗ than cũng được, hai dây dẫn cũng được, muốn kẹp chỗ nào cũng được. Rồi cái này thì đưa pin vô. Rồi nó hở ra rồi, rồi cứ bóc còn thử ha. Điều tốc nè. Còn thắng phanh luôn á anh em. Đó, còn thắng phanh, còn điều tốc luôn, đảo chiều nè.
còn full chức năng hết luôn anh em, yêu cầu mình vệ sinh, hết, loại bỏ những cái tạp chất ở bên trong. Khi quá trình máy nó hoạt động lâu năm, nó sẽ sanh ra những cái phóng điện hồi quang, nó ra những cái giống như là cho than đó anh em, đóng ở trong đó. Mình vệ sinh hết tất cả đi, vào những cái chỗ tích điểm từ đảo chiều cho đến cái tích điểm chạy, tích điểm điều tốc là máy nó sẽ còn ok hơn nữa ha. Rồi bây giờ để Hiếu sẽ làm những cái chi tiết. Đầu tiên anh em cần lấy những cái bộ vỏ ra, lanh đảo chiều nè, hai má vỏ nè, nhớ là má vỏ nó sẽ có một cái miếng inox đây, inox để giữ lại cái đảo chiều cho nó cố định ha. Cái miếng này nó bị bẹt ra nè, khi anh em gắn lại anh em anh gian nó, anh em uốn lên cho nó cái dấu ớ nó hơi cao nhô nhô cao cao lên tí, để khi mà mình đảo qua đảo lại nó có cái vấn đề cứng cứng ở ngay chỗ đó, nó cứ khực qua khực lại nó sực thì nó mới giống như là máy zin ha. Máy zin ban đầu là nó như vậy đó anh em, máy mà mới á, mới ban đầu là cái đảo chiều nó đã lắm, khực qua khực lại thì vấn đề đó dễ mà anh em, chỉ cần uốn nhẹ lên anh em canh chỉnh, làm một lần không được thì làm hai lần, cứ mở ra cánh vô, mở ra cánh vô, khoan khe bắt ốc ha. Nếu không cần phải bắt ốc sớm đâu, có bắt là chỉ bắt cái chỗ nào mà gần công tắc, chẳng hạn như ốc này, cái ốc này bắt hai con ốc mà thôi là anh em có thể thử được cái đảo chiều rồi. Anh em đẩy qua đẩy lại cảm giác cái tay nó hơi nặng nặng là biết là đảo chiều đúng ha. Đó rồi, tiếp theo nữa tháo cái bộ nhựa này ra, mình có thể rửa được. Hơi đóng xét ở đây nè anh em. Rồi cái gì khó thì Hiếu sẽ sử dụng biện pháp khác ha. Anh em thấy tại sao Hiếu không kẹp vô hai ti này mà Hiếu phải kẹp xuống tút lút dưới này, Hiếu nhổ ra. Em kẹp vô ti này á, hai cái ti này nó bám vô đây. Đâu rồi, nó bám vô cái vành cây này. Cũng được thôi, chứ không phải là không được, nhưng mà tốt nhất thì mình kẹp cái chỗ nào mà nó trên du, khi mà nó bị xước này nọ thì sợ nó to ra tiếng kêu ha. Rồi, tháo ra nè. Lấy cái bằng nhựa này đập cái bọc đạn ra ha, nằm kem dưới đất á, đập ra. Dính khá chắc rồi anh em, dính khá chắc rồi. Để tôi thử hoạt đạn quay nó có êm không. Đó, nó êm như thế này á, thì anh em đừng có mà rửa xăng, đừng nhớt gì hết. Anh em ráng, anh em đập làm sao cho nó ra. Ra rồi anh em lau chùi đi thôi, lau chùi cho nó hết nhớt đi. Chứ anh em á, mà lấy cái hoạt đạn này mà anh em đi rửa xăng dầu á, là nó mất nhá, nó mất cái mỡ ở bên trong á, mới gọi là mỡ zin, mỡ một lần đầu á, là nó sẽ nghe cái tiếng nó không êm nữa đâu anh em. Đó, anh em dùng mọi biện pháp làm sao. À, cứ vỗ ra, đặt lên trên miếng vải, em vỗ ra làm sao mà cho nó ra được cái bạc đạn này ha. Nói chung là cứ rem từ nó cũng ra thôi. Hồi này Hiếu sẽ dạy tính sau. Rồi. Rồi, rút hai cái ti này ra. Mấy cái miếng này anh em đánh hết ha, nó hen rị nè, đánh hết. Rồi anh em vỗ 6 viên bi đã. Ô, để kiểm tra coi, hiểu thấy có 5 viên rồi nha. Đó, như vừa lấy ra hiểu thấy có 5 viên, để coi nó có dính vô cái này hay không. Không dính nè. Rồi máy này bị mất một viên bi, không sao cả. Cái viên bi này Hiếu nó đi nó lại rất là nhiều video ha, nó không khó đâu anh em. Anh em là kể cả anh em không làm nghề cũng được, mà anh em muốn kiếm viên bi này nó dễ lắm. Anh em đi ra tiệm sửa xe hoặc là tiệm cơ khí, nói chung những cái tiệm nào mà hay sử dụng bạc đạn rất nhiều từ bé đến lớn, anh em ra kêu bán cho tôi đống bạc đạn cũ, bạc đạn rơ lắc cái gì đó, đó là từ nhỏ đến to anh em đập ra thế nào cũng phải có một cái viên bi nó cùng kích cỡ này, nó không có khó ha. Những cái bi này kiếm không khó. Đây còn có 5 viên, nhớ là có một con đèn chêm ha. Rồi Hiếu sẽ kiểm tra cái bạc đạn trên đây nó còn ok hay không ha.
cũng ok luôn nha anh em, êm ru luôn. Nói chung là cái máy này Hiếu làm lại nó nghe rất là êm luôn á, Hiếu khẳng định luôn. Yêu cầu những cái bật đàn ha, cứ chỗ nào có bật đàn anh em kiểm tra bật đàn, mà bật đàn anh em cảm thấy nó ok thì cái máy ráp vô nó phải ok thôi, không thể nào không ok được. Bật đàn này nè, quay đã lắm anh em, quay còn nghe đã lắm. Rồi bật cái nắp này ra. Đó, cái này có thể đi rửa nước được, rửa hóa chất này nọ được. Cái lồng đèn này thích thì tháo ra, không thích thì thôi, để vài rửa nóng chẳng chăng được anh em ha. Rồi gõ cái này cho nó rớt xuống luôn. Cái này còn gọi là cái semi ha, semi. Đó, semi. Cái semi thì nó cũng có hai chiều. À, nói chung mình gắn sai chiều cũng chẳng sao, nhưng mà người ta cố tình thiết kế cái đầu mà nó có khuyết á, có nghĩa là cái đầu nó không được bình thường đi, còn đầu bằng phẳng thì cái đầu không, cái đầu mà không được bình thường anh em sẽ cho nó xuống dưới ha, lúc mà đặt á, đặt xuống dưới để nó giống như y chang khi mà máy hãng đưa ra ha. Chứ chẳng biết tại sao nó lại phải phân biệt hai bên như thế này thì Hiếu không biết thiệt, nhưng mà Hiếu khẳng định là đặt ngược lại vẫn như là bình thường, chẳng sao cả ha. Rồi anh em có thể đi cầm cái bộ vỏ này, kể cả cái bộ phận này nè anh em, bộ phận này ha, anh em có thể rửa nước luôn, nhưng mà anh em làm nhanh tay lên. Khi anh em rửa nước xong, anh em sẽ lấy vòi hơi á, vòi hơi anh em xịt sạch hết nước đi, rồi anh em châm dầu á ha, châm dầu, dầu máy may cũng được, dầu máy may thì quá tốt, còn không lấy dầu thải của mình cũng được, dầu thải xe máy cũng được. Anh em nhỏ lên cái vành này ha, rồi anh em cũng nhúng lên nhúng xuống cho nó tụt xuống, tự nhiên nó sẽ tụt xuống dưới cái cốt đó. Rồi em cứ để đó trong thời gian chờ đợi mà ráp máy á, thì mình ráp này sau cùng mà cứ để đó là tự nhiên nó thẩm thấu, nó rơi xuống đây, rồi lúc đó mình cha mở dưới đây là ok ha, mình có thể rửa nước được cái này luôn. Bây giờ chỉ còn mỗi cái bật đạn này là chưa tháo ra được đó, để Hiếu ráng, Hiếu sẽ vỗ từ từ nó sẽ ra ha. Rồi video bây giờ Hiếu sẽ phép tạm dừng để Hiếu loại bỏ cũng như là đưa những cái này vô trong cái máy mà Hiếu tự chế để cho nó rửa, nhớ lấy hai cái bật đạn ra ha, đừng có rửa chung, hai bật đạn chỉ cần lau chùi để qua bên là được ha. Rồi Hiếu sẽ phép tạm dừng ha. Và sau khi công tác chuẩn bị gọi như là gần xong thôi anh em ha, thì mình loại bỏ hết những cái dơ bẩn. Cái này vệ sinh thì nó dễ đúng không, thì không khó, đến cái công đoạn quan trọng thì mới khó thôi. Và Hiếu cũng kiếm được cho anh ha là một viên bi, thêm một viên bi cũng như là một cái miếng tốc độ trượt ha, cho nó phun máy, cho có nghĩa là một cái máy nó thiết kế ra sản xuất ra đủ đồ hết ha. Rồi cái công tắc thì cũng vệ sinh rồi ha. Linh kiện bên trong thì Hiếu cũng nói là cái công tắc của anh khá là ok, độ bền còn khá cao ha. Hiếu thông thường Hiếu nhìn vô một cái độ bền của công tắc á, đó là Hiếu nhìn vào cái thắng phanh của nó vẫn còn ha. Cái này thì nó còn tầm khoảng trên 80% ha. Đó, cái chức năng thắng phanh của nó cũng như là chỗ than ha, chỗ than này là chỗ than zin mà nó vẫn còn cỡ này đó, nhưng mà chẳng qua là bị nở thôi ha, bị nở nè anh em, thấy cái màu dây nó ngả màu nè, và chỗ than bị nở ở giữa đó, và không biết anh sử dụng kiểu gì mà dầu nhớt nó văng vô đây nè nhiều lắm, nên là nó bị cạn, nó không có đẩy xuống dưới. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là bị nở chỗ than đó, nên nó bắt buộc phải thay than, và chỗ than cũng sắp hết rồi đó. Rồi cái cánh quạt thì Hiếu sẽ thay, Hiếu sẽ lấy cái cây chẳng nhớ đời nào, Hiếu đoán thôi, đoán mà hình như là nó là 7201 hay 02 đó, nhưng mà anh em cũng không quan trọng là của đời máy nào đâu, nguyên làm sao anh em có thước đo diêm, anh em đo, anh em đo cái của nó đi, ví dụ như của nó của đời 6507 nó là 2997 ha. Đó, đo cái lòng store, đo đường kính store đó, do cái này là chưa đánh nên nó dày lên, nó 30.02 có nghĩa là nó đó anh em ha. Đó, đó 29 nè, 989 297 là nó đó, 2990 nè, cái số chỉ số nhỏ của nó là 0.01 gem đó, nên là biết chắc là nó. Rồi anh em với lễ ra ha, anh em lễ nó có ba cái gấu xuống thì anh em nhìn cái này là anh em biết nè ha, nó có cái ba cái dấu gấu xuống thì mình lấy cái vật nào mà dẹp mà cứng, hẹn như là Hiếu là nhiều mấy cái đồ nghề mà téo lắm
tôi viết thiếu xài dài về mà riết nó ngắn là có người mình mài anh em mình sử dụng cho những công việc này. Giờ là chuyển sang cái đục cái dũa cái thép này rất là tốt anh em ha, anh em mài thành một cái tôi viết chẹp đó, anh em kê vô em lấy lên đó, lấy cái búa nhỏ nhỏ xinh xinh thôi đóng đóng xuống, đóng nhớ là cẩn thận nha anh em, đóng đúng cái chỗ mà lễ đó thôi rồi anh em bậy lên là anh em có thể lấy cái cánh quạt ra ha. Và cái bật đèn của anh thì cũng bị rơ ha, thì sẵn như sẽ thay cái bật đèn cho anh luôn, rơ và kêu bật đèn trên thì còn ok, bật đèn trên thì ok lắm đó, thay cho anh cái bật đèn nữa à. Rồi sẵn đây thì cũng chia sẻ cho anh em biết tại sao mà đứa nói mà chỉ cần mà bật đèn trên đây mà hư thì không thể nào thay được, thì nó vì lý do như thế này đó. Hiểu cho anh em xem đó, hiểu thử đó, cố gắng hiểu thử mà thử không ra nội nên cuối cùng hiểu cách thử để xem bên trong nó là cái gì. Anh em thấy không, nó là cái hình bảy cánh đó anh em ha, nó gọi là bông đi đó, bông hoa đi, hoa thị đi, nhưng mà nó lại chia ra bảy cánh lại đó, mà nó côn vô, nó ép vô này. Hiểu đoán là lúc mà quá trình làm á, là nó ép vô là khi mà hai vật đều nóng ép vô nó nhẹ, và cái lỗ nhỏ xíu mà như bằng đầu quai tâm chưa được một ly, nó 5 cm mà cái đường kính của lỗ trong, thì làm gì mà có một cái cây nào mà để chọt vô mà cứng mà để mình cạo ra được, không tài nào cạo được anh em ha, bắt buộc mình phải cạo này ra thì mình phải thay được bật đạn trong đó. Thì đó là cái lý do mà Hiếu nói mà khi mà hư đó là thua. Còn tại sao mà Hiếu không lấy cánh quạt này qua, vì nó sai kích cỡ ha, cái đời số 506 cái lòng ro to của nó nhỏ hơn, lòng ro to của nó là nhỏ hơn, lòng ro to của nó chỉ có 27 thôi, 26 thôi đó, nên là không đúng ha, nên bắt buộc lấy cái đời. Nói chung là nhiều đời có thể thay qua cho nhau lắm anh em, miễn sao anh em đo cái đường kính. Còn cái chiều dài này không sao ha, cái chiều dài phải từ ro to không sao, mình chỉ cần cái đường kính của nó để mình đặt lọt cánh quạt vô đây thôi là ok ha. Rồi thì cái quá trình mà Hiếu thay cánh quạt thì hình như Hiếu có làm mấy video rồi cũng có liên quan đến cánh quạt đó. Đó thì Hiếu sẽ thay, Hiếu sẽ ráp máy lại hoàn thiện. Nếu mà Hiếu có thời gian rảnh thì Hiếu sẽ lại hướng dẫn cho anh em cách ráp cái máy 6507 luôn, mặc dù là đã có video là Hiếu ráp hướng dẫn cho anh em ráp 6507 á, nhưng mà nếu có thời gian rảnh ha Hiếu sẽ ráp cho anh em xem. Rồi bây giờ lại Hiếu xin phép tạm dừng ha. À còn thay than nữa ha, còn vấn đề quan trọng nữa thay than nữa, thay than thì Hiếu cũng có làm cái video là hướng dẫn cho anh em thay than của động cơ rời ha, chứ không phải động cơ nguyên khối, thì nó cũng khá dễ thôi. Mình cứ thấy để ý zin nó như thế nào thì mình làm nó dạ zin, có nghĩa là làm sao một photo ra ý chang như vậy là được thôi. Thì chỗ thang của nó với cái mã là B440 thì nó sẽ to hơn cái hướng này, cái hướng chiều này nè anh em đó, hướng chiều này đó, nó sẽ to hơn tí xíu, nên anh em mài hai cái cạnh nó đi một tí xíu thôi là anh em bỏ lọt ha. Bật đạn thì Hiếu không còn bật đạn zin, đây là thay cho anh cái bật đạn thay thế thôi. Bật đạn của nó thì cái mã nó thì Hiếu không nhớ nổi đâu anh em, mà đặt sâu quá, xoạc ra. Rồi đây. Đạn của nó không phải nè. Này là cốt mấy ly đây. Không, nhưng mà không có cái quần, mặc cho nó có cái quần dài đi lên thì bác Thảo thay đồ. Nó đây nè anh em. Nếu còn nếu mà nó có ghi thì đọc cho anh em ha. Mã mặt đàn của 6507 nó là là 5 hay 6 thôi. Cái nút nè. Chắc là 624 đó anh em. Chắc là 624 đó, để hút kẹp. Kẹp ra. Kẹp thử nó vòng vòng mà nó vô số 6 là biết là nó. Liên quan đến cái lòng trong rồi ta. Thôi nói chung là nó là bật đạn, một là 624, hai là 524 anh em, cái số trong đây này. Nó là 624 anh em ha, bật đạn nó là 624 chít chít. Đó, nó cùng bằng kích cỡ ha. Tôi sẽ thay cho anh một cái bật đạn này nữa.
Rồi thì bây giờ Hiếu xin phép tạm dừng video ha, để Hiếu làm những cái công đoạn này gọi là công đoạn khó đó anh em. Còn cái vệ sinh này nọ cũng nói công đoạn này mới là công đoạn khó ha. Và rất là khó luôn, chứ không phải là khó. Thường muốn cái máy nó hoạt động ok, bền bỉ theo 5 tháng thì mình bắt buộc mình phải làm giống như zin ha, thì nó mới ok được. Còn anh em mà cố tình chế cháo, mà thực chất anh em thấy không, cái máy này thiếu một bi, rồi thiếu một cái thanh trượt, rồi bật đạn rơi nọ mà anh vẫn xài đầm. Chẳng qua là cái máy nó kêu kêu cái xíu thôi, nhưng mà vẫn xài bình thường nha anh em. Đó, Hiếu nhắn nhủ vậy. Nhưng mà Hiếu á, Hiếu làm nghề thì Hiếu muốn lúc nào cũng là cái máy bao nhiêu kỹ sư hàng đầu thế giới họ thiết kế ra ha, thì nó có lý do của nó hết ha, mình đừng thiếu bất cứ một cái đồ gì hết. À thêm nữa nè, cái công tắc của anh vẫn còn cao su này luôn là rất là ok ha, đừng bị mất cao su này cũng đừng bị rách, là nó sẽ độ bền cao thôi. Rồi lần này nhất định Hiếu xin phép tạm dừng ha. Rồi và sau khi quá trình Hiếu cạo cái mặt đạn ra thì Hiếu đã thấy ha, là anh đã một là anh khách, hai là người mà bán cho anh khách ha, thì đã nói chung là mài cái đầu này rồi, vì chắc là cũng bị hư bật đạn hay gì đó rồi mới thay bật đạn. Thì thay bật đạn lại là cái thông số nó lạ lắm anh em, thông số của nó là R32 gì đó anh em, R32Z. Nói chung là không phải bật đạn của hàng nội địa đâu anh em, hoặc là cũng là bật đạn hàng nội địa, nhưng mà nói chung là cái bật đạn này hiếm lắm anh em. Đó, thì nó không giống rồi anh em. Thì bật đạn Hiếu có thì thông thường Hiếu mua là để thay cho những đời 6507, 6506, nói chung là những dòng nó thay nổ anh em. Mà bây giờ bật đạn bỏ vô nó rộng rinh rồi, thì bây giờ Hiếu sẽ lỡ rồi, thì bây giờ Hiếu sẽ sử dụng cái bật đạn mà cốt, thí dụ như cốt này là 5 ly đi, thì mình sử dụng xuống còn cốt 3 ly rưỡi hay gì đó. Đó, mình mài xuống 3 ly rưỡi luôn. Thì mình chỉ lựa cái bật đạn nào cái đường kính nó bằng ha, anh em nhớ ha, cái đường kính nó bằng, đường kính ngoài đi, gọi là đường kính ngoài nó bằng với cái bật đạn này đi ha. Rồi nhưng mà đường kính trong thì nó nhỏ hơn, chứ không thể nào mà thay vô được ha. Đây bật đạn zin luôn nè, zin luôn mà cũng bỏ vô rộng rinh luôn. Đó là hiệu rồi ha. Rồi để Hiếu sẽ tiến hành, Hiếu sẽ mài. Thì mài nó cũng đơn giản lắm em, anh em đừng có mài gấp quá ha, mỗi lần em mài tí xíu thôi. Mài phá trước, lấy đá mài phá, bắt đầu với lấy nhém đánh nhuyễn lại ha. Thì anh em lấy một cái máy khuôn pin, anh em kẹp cái đầu này rồi anh em bóp quay thôi ha, là anh em mài được rồi. Để Hiếu tiến hành, Hiếu làm ha, cho nó chắc chắn ha. Rồi lại Hiếu lại xin phép tạm dừng ha. Rồi và sau khi quá trình Hiếu đã làm rất một thời gian rất là lâu ha, thì nói chung là cũng đóng được cái bật đạn, nó cũng ok đó, nhưng mà nó không có được hoàn hảo anh em. Thì thôi tốt nhất Hiếu lại rã một cái xác ra ha, rã không phải xác nữa mà là nguyên một cái máy của Hiếu, Hiếu vệ sinh xong hết rồi đó anh em. Đó lỡ rồi ha, thì Hiếu thay cho anh nguyên cái xe to luôn ha, công gánh cái cánh quạt này vô cũng phức tạp, cũng hơi bị chua. Mà gánh cái bật đạn này vô thì nó nói chung là nó không có được ok bằng cái mà khi mà không mài hết mà người ta thiết kế ra, nó là một cái lõi nguyên zin thì nó hay hơn. Có nghĩa là cái tâm của nó rất chính xác hơn đó. Còn bây giờ thì thực chất ra Hiếu gánh vô nó bánh chạy nha anh em, nó chạy. Và Hiếu gánh vô, thí dụ Hiếu thử máy như thế này nè, anh chỉ cần thử như thế này thôi. Đây sẽ giả dụ như thế này ha, rồi tôi đóng cái nắp này vô ha, rồi đó giả dụ mình xích ốc đây, xong cái mình lấy tay mình quay nè, đó nó vẫn quay ha, nó vẫn quay ok chứ không phải là không ok, đó nó vẫn bình thường thôi, đó đó, nhưng mà mình cảm giác được là nó sượng sượng sao anh em, chạy nó vẫn bánh như bình thường nhưng mà sượng sượng. Thôi túm gọn lại là Hiếu thay cho anh cái thẳng cái rotor luôn cho nó lẹ, với lại cho nó đảm bảo hơn ha. Thì bây giờ Hiếu đã ráp thành một cái máy rồi ha, bây giờ thì cùng Hiếu là test cái máy như là có cái công lực khi mà thay than xong này nọ ha. Bây giờ thì sẽ lấy gỗ ra thì bắn ha. Rồi thì sẽ bắn trên cái gỗ này dìm xuống tới dưới luôn. Rồi bây giờ Hiếu sẽ bắn xuống ha.
một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát. Đó, bây giờ thì sẽ thử cấp độ trượt ha. Cấp độ trượt số 1 nè. Đó, nó trượt anh em ha. Nghe tiếng trượt nó khác. Đó, bạch tập 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 tập. Và anh em thấy cái đảo chiều nè, nó sượng sượng, nó khựng khựng, nó đã lắm nè anh em nha. Đó, phụp phụp vậy đó. Đó, khi mà anh em bỏ trong trong giỏ sách hay là cặp táp gì đó ha, thì anh em đưa qua ở giữa để anh em khóa cò, để trong quá trình nó sẽ không bị máy tự động nó chạy cái gì cánh vô tự chạy ha. Rồi. Rồi, bây giờ thì anh có thể tiếp tục anh xài nữa rồi ha. Thì như phim nha, nói chung là sẽ không bao giờ mà được như 100% như một cái mới sản xuất ra, nhưng mà Hiếu dám khẳng định khi mà đã làm hết tất cả như thế này thì nó cũng phải được trên 90% rồi anh ha. Rồi thì video của Hiếu xin tới đây là kết thúc ha. Chúc anh em thành công, xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.